Hi, xin chào các bác nhé. Chào bác, các bác đã quay được kênh của em. Hôm nay là 16 tháng 4 năm 2019. Thì nội dung video hôm nay em có khoảng 10 sản phẩm thôi. Thì em làm một cái video clip, thì em đăng lên clip cho các bác. Các bác coi xem cái máy nào phù hợp với công việc của các bác. Thì các bác cứ liên hệ với em tiếp qua số điện thoại trên màn hình là 033 89 89 456. Và cái hình thức giao dịch của em là chuyển khoản thì em bao ship, còn là COD thì các bác phải trả tiền ship. Với những bởi để em tránh tình trạng mà hàng ra đến nơi mà các bác không nhận ấy, viện cớ lý do ấy, thì nói chung là em cũng muốn tạo điều kiện cho các bác thôi. Những bác có tuổi không có thời gian để đi ra để chuyển khoản hoặc là thế này thế kia, thì nhưng mà thông cảm cho các bác, thì lại có những bác không thông cảm với em. Nói chung là số đó là dĩ thôi, chỉ có một vài người thôi, nó không có nhiều. Một tháng thì khoảng vài ba đơn thôi. Nói chung thì cũng mình cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tất cả những số đông người vốn đang ủng hộ em đó, nên em vẫn giữ nguyên hình thức là COD thì các bác nhận hàng bác trả tiền đó, với những đơn hàng nhẹ. Còn những đơn hàng nào mà số lượng nhiều nặng thì nó bắt buộc phải tập trọng trước em mới chuyển hàng. Đơn hàng số lượng nhiều thì bác phải tập trọng trước em mới chuyển, hoặc là chuyển khoản em sẽ bao ship đó. Nội dung video em chỉ có vậy thôi, thì cảm ơn các bác trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ em đó. Thì hôm nay em có dây AV 3.000 mảnh sợi các bác nhá. Nó còn từ ngày hết rồi, còn khoảng chục sợi thôi. Hôm đó mấy bác mua hết chung cũng nhiều phết rồi bác. Đó, dây AV của Nhật. Các bác nhìn dây AV của Nhật nó hơi khác các bác nhá. Những cái đầu nhựa của nó làm rất chắc chắn đó, nhưng không như cái đầu nhựa của mình bên này đâu. Đầu nhựa mình nó mỏng lắm, nó không được dày như này đó. Thì em dây này em bán 30.000 một sợi các bác nhá. Ổ điện này em có 4 ổ. Ổ ngắn nhất là dài 2 mét các bác nhá. Đó, 350k nha các bác nhá. Đây, ổ điện này. Đó, 350k 4 giây ấy. Cái ổ này rất tốt nha các bác nhá. Tất cả 4 ổ này là 15A nha các bác nhá. Cái ổ nhỏ nhất là có 2 ổ, còn là tất cả là 3 ổ hết các bác nhá. Đó, cái này các bác cắm máy và rất là tiện. Em thấy có quay trên có mấy bác ở trong xưởng ấy xài cái này rất là tiện nhé. Bên nước ngoài ấy, người ta xài như vậy đó, người ta lấy những cái ổ nhỏ này đã cắm những cái máy vào. Bác nhìn nhỏ vậy nhưng mà ổ nó rất chắc thôi nhá, chứ không như cái ổ to của mình đâu. To mình không lại đâu, quan trọng là cái nhựa và chất lượng của nó thôi, to không quan trọng. Và cái ổ nắp này em có bán các bác nhá, 490 một cái nhá, 2 kW nữa các bác nhá. Đó, bảo hành 1 năm nhá. Cái này của Sài Gòn làm các bác nhá, công ty người ta làm, có hộp đầy đủ nhá, có tem bảo hành các bác nhá. Đó, đó có tem bảo hành các bác nhá. Đó, nên các bác yên tâm sản phẩm. Đó, nói chung là tiện cho các bác đỡ phải đi đâu mua xa. Đó, có nhiều bác đi mua cái này rất khó, muốn xài đồ Nhật nhưng mà lại không biết mua ở chỗ nào. Đó, nên em tiện thì em sẽ bán để cho các bác đỡ phải mua chỗ khác, nó mất thời gian. Rồi, em sẽ tiếp con máy đầu tiên. Hôm nay em có con đầm dùi các bác nhá. Con đầm dùi này cái dùi của nó dài 70 mấy, giá của nó là 490k nha các bác nhá. Đó, cái đầm dùi 490, công suất nó 5A các bác nhá, từ 12.000 đến 15.000 vòng một phút. Các bác nhìn nhé.
tầm thôi, giá là 490 các bác nha. Này con khoan của Zobi nhá, Zobi các bác nhá. Con này nó công suất nó là 6 ampe, à 7 ampe, 1100 vòng 1 phút. Máy nói chung là còn rất êm các bác nhá. Đây, giờ các bác coi cái chỗ than của nó đây các bác. Đó, các bác nhìn nè. Đó. Rồi giá nó là 400k nhé bao nhiêu, chưa bao gồm phí ship bác nhá. Con này có cữ này bác, nó con cao con thấp, con sâu con đông. Con số 3 con khoan cóc của Hitachi các bác nhá, 380 nhá. Đó. 380k. Con này không có đảo chiều đâu bác nhá. Mấy con cóc cổ không xài đảo chiều đâu. Các bác cứ tưởng có đảo chiều, không có đâu. Kể cả mấy con vỏ nhựa không có đâu. Ít còn có đâu bác. Đây là khóa công tắc bác nhá. Mở công tắc. Công suất của mấy con này là 280W nhá. Nó mở hết rồi. Nhưng mà vẫn giống như mấy con trước thôi các bác ạ. Mấy con cổ đấy ít lắm. Nó không có nhiều đâu. Lâu lâu nó về con. Đó, hôm nay em có một con thì hình thức thì khá đẹp các bác nhá. Đó, nên giá con này sẽ khác. 590k. Thì mình mua đắt mình phải bán đắt thôi. Thế nên là điều rõ ràng. Các bác mua cái gì cũng vậy thôi. Đó. Đây, cổ góc còn trong này nào. Đó, máy còn rất mới các bác nhá. Con này sản xuất năm 1984 các bác nhá. Con này còn nguyên zin nhá, dây vừa mở nó. Đó. 6.5 240W. Đó, của Hitachi các bác nhá. Đó. Các bác nhìn nè. Bác tự đánh giá của nó nhá. Thì em không có nói là mới hay thế nào nữa đâu. Đó. 590k nhá bác nhá. Nó không có nhiều đâu các bác. Mấy con mà hình thức như vậy ít á. Tại vì nó sản xuất quá lâu rồi. Một lâu mới có lọt được một con nó còn đẹp thôi các bác. Đó các bác thấy chưa? Đó các bác nhìn này. Đó. Rồi con này 590k, chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đó, còn nguyên xi các bác nhá. Đó. Nguyên zin các bác nhá. Mày có con mài khuân này. Super Mi này. 23.000 vòng một phút, công suất là 240W. Rồi, rất êm luôn nhá. Chạy rất êm nhá. Hitachi Koki này. Mấy dòng này đời cổ quá. Con này nhìn nó mở số rồi. Rồi, giá của nó là 500k các bác nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây, em có con cơ của cơ lọng của Đức đây, chạy rất êm các bác nhá, ST450 này, Matico gì đây, đó. Made in Germany bác nhá. Chạy rất êm nhá, điện 100V bác nhá. Đó.
Công suất nó 450W cơ, công suất rất lớn. 3.000 vòng một phút. Thế rất đều mọi nha. Số 6 450k. Đồ của Đức ra bao nhiêu rồi? Đồ Âu. Đây con mài Mitachi. Con này là một tắc 25 không nha. Đó. 125G này. Đó, Tokyo Japan 780W. Đó. Công suất là 8A. Chín nghìn 500 vòng một phút luôn nhé. Máy rất mạnh mà nhé. Bốn trăm chín các bác nhá, lưu ý nhá, 490k nhá, cho bao gồm phí vận chuyển đó. Đó. Cái viên mài đang nằm trên máy nha bác nhá. Á mài của Nhật đó. Không có giá nào nữa đâu ạ. Đó. Máy ngoại hình rất ok nhá. Bác mà không xài thì không mua thì không có con nào 490 đâu. Đây em có con bắn vít cổ của Hitachi đây. Công suất là 190W. 60 đầu kẹp ở chỗ này của nó là 6mm các bác nhá. Thông dụng nhá. Đó, 30 vòng nó sản xuất năm 1980. Đó, hoạt động 30 phút liên tục. Đây, đó, 1980 các bác. Đó, 1980. Em 89 em năm nay mới 31 tuổi. Còn nó 80, nó 40 năm rồi. Cái máy là 40 năm tồn tại. Nói chung là cũng phải dành một lời khen cho máy của Nhật đấy các bạn. Đó, máy chạy rất êm các bác nhá. Đảo chiều đây các bác nhá. Đó. Bác nhìn này, cổ góc của nó này. Đó. Các bác ấn xuống nó mới chạy các bác nhá. Đó, ấn xuống này. Đó. Đó. Bác ấn xuống thì nó mới chạy nhá. Đảo chiều đây nhá. Cái này sưu tầm rồi các bác ạ. Máy ngoại hình còn rất ok các bác nhá. Đó. Quay kỹ cho bác coi như công bản ở đây khác mà ngoài kia khác. Đó. Rồi 380k chưa bao gồm phí vận chuyển. Dây zin sản xuất năm 1980. Hitachi. Đây, còn rất mới các bác nhá. Đây này. Cái kẹp mát này nó còn đánh dấu là của hãng Hitachi nhá các bác nhá. Logo Hitachi nhá, nó rất kỹ. Đây em có con cực kiếm đây. Cực kiếm của Hitachi. Máy rất êm nha các bác nhá. Công suất con này rất là lớn nhá. 1150W. CG 17i 12A. Có số các bác nhá. Đó, số 1 này. Máy rất êm các bác nhá. 2 3 4 5. Các bác muốn cắt gì thì cắt sắt hay là gỗ gì thì các bác thay lưỡi vào. Còn đây nó đang có cái lưỡi cắt sắt hay là cắt gì đấy. Rồi, giá con này nó là 590k nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Hai con mài quân. Con này hơi cổ, nhôm rất là đặc. Không biết nó sản xuất từ thời nào. Của hãng gì chứ không phải của Nhật này. Neo tôi
6. Con này của nước ngoài sao ạ? Cố nhìn cố rồi được bác, kể rất êm thôi nhá, mấy con cổ đời cổ anh em cũng rất khoái như mấy cái con cổ đây. Hôm nay em có một con này cũng thuộc dạng cá cổ này các bác, mà đâu mà có con nó được đẹp như vậy. Con này của Makita nha các bác nhá, Makita cổ ngày xưa đó. Các bác nhìn rõ ngoại hình của con này nhá. Công suất của nó là, tại vì ngày xưa công suất nó thấp lắm các bạn, 2.5A đó. Này các bác nhìn cái đầu kẹp của nó này, đầu kẹp 10 ly các bác nhá, Yukuma này. Đó, bác nhìn cái đầu kẹp như vậy là biết cái máy này có xài hay không rồi. Đó, thời gian xài nó rất là ít. Cái này là nó mất mấy cái này rồi các bác nhá, nhưng mà em có một cái như vậy em bỏ vào. Có cái này nó hơi dài thì vì sao nó sẽ đụng cái chỗ này. Nếu các bác mua về các bác cắt bỏ bớt đi đó, cắt bớt thì đến đúng tầm này và nó đo bằng cái đầu mũi khoan đó, để các bác khoan như vậy cũng được đấy. Đó, các bác cắt bớt một tí đi đó, ví dụ các bác muốn khoan thì các bác cắt bớt một tí nó đằng đít này này đó, cái đầu này chấm vào tường này. Con nâu sông, con này nó sản xuất năm 1966 các bác nhá. Đây các bác, nói chung là nó hơi bóng tại vì nó là chữ màu đen các bác. Đây này, các bác nhìn này, đó 1966 các bác nhá. Đó, 1966. Tại vì nó có đèn led nên là nhìn nó hơi sáng. Đó, em sẽ thử cho các bác tiếng máy của nó nhé. Chức năng nó hoạt động ok các bác nhé. Em thử. Đó, máy chạy rất êm các bác nhé. Cái tay cầm nó hơi lướt một tí này, chung không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đây, đó. Có sao em nói vậy luôn, chứ không có mất công lắm. Đó. Giá là 590 nha các bác nhá, chưa bao giờ có phí vận chuyển đâu. Đó, có một cái hộp nhá. Đây này, bác chuyển chế độ ở đây này. Đó, khoan gia đình là rất ok. Đó, đó. Chuyển chế độ rất nhẹ nhá, tại vì con máy này nó không có xài tới nên là nó rất nhẹ các bác. Nhiều con em về vệ sinh rất là lâu nó mới nhả ra được. Công suất chỉ 2.8A thôi, nhưng các bác không đừng có nghĩ nó yếu nhá. Không có đâu, tại vì ngày xưa công suất rất cổ. Kể cả các bác xem mấy cái âm ly Nhật vậy, âm ly Nhật ngày xưa công suất là rất là nhỏ, chỉ 80W thôi, 65W, 45W, 100W là dữ lắm rồi. Nhưng bây giờ thì công suất bắt đầu mới cao lên. Nhưng mà mấy cái âm ly đó thì đánh một đôi loa thì ra tiếng thì các bác chúng em cũng không nói nhiều, các bác biết rồi. Đó. Thì hôm nay em có một con Hitachi 380 nhá. Đó. Đây các bác này, cái bàn này em chưa vệ sinh đâu. Đó, chưa vệ sinh nhá. Là cái nhôm nó còn nguyên si như vậy nhá. Em sẽ không có lau chùi kệ nó luôn. Đó. Là biết cái máy này nó không có xài mới đâu, rất ít xài. Nó còn hai cái đỡ hai bên. Đó. Đây là công suất của nó đây. Để em tắt đèn flash đi. Đó, công suất của con này. Đó. 3.400 vòng lưới 380, 1.330W, điện 100V, STB15. Đó.
em sẽ quay kỹ cho bác cái cổ góc của nó nhé. Đó, dây đồng bên trong đó. Đó, các bác nhìn nè. Đó. Là các bác nhìn thấy chưa? Nhật nó thiết kế cái gì cũng vậy rất cẩn thận hơn nhé. Đó. Đây em sẽ bấm cho các bác này. Các nhìn cổ góc, các nhìn thấy cổ góc nó, cổ góc con này dày rất là dày các bác nhá. Phải 5 ly các bác. Đó, cặp cổ góc nó dày lắm, nó phải 5 ly các bác. Không hề đánh hưởng tí nào các bác nhá. Cái cục gỗ này là 10 phần nữa các bác nhá. Đó, em thử cắt cho các bác. Đây các bác. Giá con này là 2.9 nữa các bác nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu các bác chuyển khoản em sẽ bảo xin cho các bác. Còn nếu mà bác nào mua con này mà COD thì phải đặt cọc cho em. Đó, con này đặt cọc cho em 1 triệu thì em mới chuyển. À, với tiền ship của con này nó phải gần 300 ngàn, 250 đổ lên. Bữa em chuyển cho anh Tuyển ở ngoài Bắc Ninh một con Makita rồi. 3 tấc 8. Hết 250. Đấy. Con này là còn cái lưỡi đó, em quay rất kỹ con máy này các bác nhé. Con này nó còn nguyên lưỡi của Hitachi luôn các bác nhá. Đây các bác. Đó, Hitachi các bác nhá. Cái máy lưỡi zin của hãng là nó sẽ in ở trên máy những cái con mà lưỡi theo máy. Đó. Đây. Đó, model nó đấy. Đó. Nó bàn nó vẫn xoay bình thường các bác nhá. Đó. 45 độ. Đó. Các bác nhìn cái nhựa cái nhôm nó còn nguyên xi, cái nhôm bây giờ chỉ cần lau nhẹ phát là nó sạch. Đó. Các bác thấy không? Em không muốn lau để nguyên kệ nó luôn. Rồi, xin chào các bác, video của em đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo.